Ngày 22 tháng 7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương, với tinh thần chủ động, tích cực, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cái phương án phòng chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thế rồi với địa phương. Trước tình hình bão số 2 có thể gây mưa to đến rất to tại các địa phương, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng đã kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó bão số 2 và mưa lũ. Đối với các đơn vị từ Quảng Ninh đến Quảng Bình nằm trong cái khu vực ảnh hưởng thì chúng tôi yêu cầu các đơn vị là phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, xuống tận gia đình các cái chủ tàu thuyền trưởng, yêu cầu các cái phương tiện hoạt động ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng ảnh hưởng là phải di chuyển khẩn trương về bờ hoặc vào nơi neo đậu tránh trú để đảm bảo an toàn. Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Biên phòng đã chủ động chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát, kịp thời bổ sung các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, đảm bảo sát với tình hình thực tế, nâng cao vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với lực lượng tại chỗ, sẵn sàng tham gia ứng cứu, kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại do sự cố thiên tai gây ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các sở ngành đơn vị liên quan đang lấy ý kiến góp ý về việc điều chỉnh giảm hạn mức công nhận đất ở tại một số quận huyện. Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đang gửi văn bản tới các đơn vị liên quan về nội dung xây dựng quyết định quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, dự kiến quy định lại theo hướng giảm diện tích, hạn mức công nhận và thu hẹp phạm vi đơn vị hành chính, áp dụng tương ứng với từng diện tích theo hạn mức. Cụ thể, thành phố Thủ Đức, quận 7, quận 12, quận Bình Tân có hạn mức đất ở tối đa 200m² mỗi hộ sẽ giảm còn 160m², tương đương với nhiều quận còn lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Riêng các khu dân cư nông thôn thuộc huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ, hạn mức đất ở được đề xuất không quá 250m² thay vì 300m² như trước. Các thị trấn thuộc 5 huyện ngoại thành, hạn mức đất ở không thay đổi, vẫn mức tối đa 200m². Thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2023-2026. Trong những ngày qua, huyện Mường Lát đã tập trung cấp phát gạo cho người dân theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Huyện Mường Lát đã tiếp nhận gần 310 tấn gạo từ Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Hóa để cấp cho hơn 6.300 hộ dân tại 8 xã thị trấn trên địa bàn huyện Mường Lát. Để hoàn thành việc cấp phát gạo cho người dân trong giai đoạn thường xuyên có mưa bão, huyện Mường Lát đã yêu cầu các xã, thị trấn phân công cán bộ phối hợp, tổ chức cấp phát khẩn trương, đúng đối tượng, đúng số lượng, đơn giản hóa các thủ tục để đồng bào yên tâm tham gia bảo vệ, phát triển rừng, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc trên địa bàn huyện. Hiện tại là thời điểm dễ bùng phát các dịch bệnh. Trong bối cảnh sốt xuất huyết, bệnh sởi, ho gà đều ghi nhận số ca mắc. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2024. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch tại cộng đồng, thực hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát dịch trong cộng đồng, thúc đẩy triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Bảo đảm tổ chức tốt thu dung, cách ly, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức chiến dịch diệt loang quang bọ gậy với thông điệp mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt loang quang bọ gậy tại hộ gia đình, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, sẵn sàng hóa chất, vật tư, trang thiết bị, nhân lực, phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại địa phương theo phương châm 4 tại chỗ.
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hóa chất, vật tư, trang thiết bị. Mới đây tại Ninh Bình, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và Trao Quyền cho Phụ Nữ tại Việt Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an tổ chức hội thảo Phụ Nữ, Hòa Bình và An ninh mạng, nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc ứng phó với các thách thức trên không gian mạng. Hội thảo cũng được coi là một trong những hành động sớm trong thực hiện nhiệm vụ của Việt Nam về nâng cao hiệu quả phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Theo Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và Trao Quyền cho Phụ Nữ tại Việt Nam, trên toàn cầu, mức độ phổ biến của bạo lực phụ nữ trực tuyến dao động từ 16 đến 58%, một số khu vực còn ở mức báo động lên tới 73%. Tại Việt Nam, xu hướng có vẻ đang gia tăng và hướng vào nhóm thanh niên và vị thành niên. 21% người trẻ từ 13 đến 24 tuổi đã từng bị bắt nạt trên mạng. Đặc biệt, thủ đoạn lừa đảo nhóm phụ nữ và trẻ em gái ngày càng tinh vi. Có thể kể đến một số những cái loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao mà có cái tỷ lệ nạn nhân là nữ là rất là cao hơn so với nam giới, như lừa tình, lừa tiền qua mạng, lôi kéo, kêu gọi đầu tư, việc nhẹ, lương cao, chiếm đoạt bí mật đời tư, rồi những cái hình ảnh cá nhân. Khi mà làm quen, kết bạn thì các đối tượng nó dẫn dụ nạn nhân chụp những cái ảnh riêng tư và sau đó sử dụng chính hình ảnh đó để tống tiền nạn nhân. Việt Nam cũng đã có khung pháp lý hoàn chỉnh, trong đó có Luật An ninh mạng và Nghị định 13 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Chương trình Hành động Quốc gia về bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong không gian mạng. Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống, Việt Nam cần có chương trình ứng phó tổng thể, chủ động. Có nhiều nguy cơ rủi ro mà phụ nữ dễ bị tổn thương nhiều hơn, như là bị lạm dụng, bị xâm phạm quyền tự do cá nhân, bị sử dụng hợp pháp các thông tin đó, thậm chí bị quấy rối. Để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, chúng ta cần phải thực hiện theo các khuôn khổ pháp lý quốc tế mà chúng ta đã phê chuẩn. Các khung pháp lý trong nước, gần đây nhất là Kế hoạch Hành động về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, mà nhất là Chương trình Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh mà Việt Nam đã thông qua để thực hiện. Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và Trao Quyền cho Phụ Nữ tại Việt Nam khuyến cáo, các cơ quan hữu quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ chính phủ trong việc hoàn thiện và thực thi hiệu quả luật pháp và chính sách liên quan, đồng thời làm việc với các công ty công nghệ bảo đảm an toàn trên mạng và các thiết bị. Cần có chế tài nghiêm khắc xử phạt thủ phạm, thúc đẩy sử dụng công nghệ an toàn và các tiêu chuẩn đạo đức khi sử dụng công nghệ.